Ngọc trai giùm anh nha. Được hay không thì nội không biết nha các em. Bây giờ mình lên dạ. Mặt nạ lá chùm ngay. Còn lại là 2, 8, 10. Trời ơi, chấn động chưa? Chấn động chưa mấy bà ơi? Chấn động luôn. Một cái hũ mặt nạ này cả nhà. Rất là thơm. Thơm mà em cảm giác là cái mùi thơm này nó tự nhiên. Tới nỗi mà em tưởng là em đang nằm ở ngoài em ngửi em tưởng tượng em đang nằm ở trong một cái khu vườn mặt lá chùm ngay đúng không mọi người? Một cái khu rừng lá chùm ngay mà biết không? Cái mùi hương nó thơm tới mức độ như vậy luôn. Mình tưởng tượng mình đang ở trong một khu rừng hành nhiệt đới đó mọi người. Rất là thơm. Bạn nào, má nào mà nhà có tủ lạnh đó mọi người, để trong tủ lạnh nha mọi người, đắp là nó phê cực kỳ cho em luôn nè mọi người ơi. Phê OTR luôn. 120g mọi người xài rất là lâu nha. Mà ví dụ như vô tình nó dính một cái hạt chấm chấm thì là anh ngồi xoay cả ngày không? Dạ, bị OCD. Người ta gọi là bị OCD đó. Đúng không các em? Thầy bị OCD ám ảnh cưỡng chế đúng rồi. Là mỗi gì mà nó bị lệch một cái thôi là phải chỉnh lại cho nó thẳng đúng luôn. Rồi mùi hương rồi kia là hôi rồi kia là phải cứ ngửi hoài luôn tới khi nó hết thôi thôi. Người gọi là OCD hả? OCD. OCD. Đó, là hội chứng OCD. Rồi. Ok. Vô, mọi người ơi, 22 rồi, 22 rồi. Cho tên nha mọi người ơi. Ăn bánh chế luôn mà. Mở lên luôn. Rất là thơm. Trời ơi mọi người ơi, em không mở cái chai ra mà em đã ngửi thấy mùi thơm rồi mọi người. Đó, và kem này á thì mà thiết kế là 10ml. Thật sự rất là gọn. Tại mọi người mới sao? Mọi người đi du lịch nè, mọi người đi chơi nè, mọi người đâu có đem theo nguyên cái chai bọc 70ml, 100ml. Của tôi mà cho gì tôi đem lên mà. Bà làm cho nó hư đó. Bữa nay tôi đi Thái thì tôi mua đồ cho bà. Tôi sẽ mua cho bà những cái hàng hot ở Thái. Một con, một cái móc khóa bằng hình con cu. Nhưng mà bên đó độc hơn, bên đó rất là dị. Ủa Yên ơi, nào mọi người ơi, bây giờ mọi người chúng ta cùng vào trong cửa hàng nha. À, sản phẩm bây giờ chúng ta đang được ghim lên chính là Sigma Fryman giảm 79%, từ 279 giảm còn 159, giảm 45% nha mọi người. Nào, quá rẻ. Vậy trong cửa hàng mà chốt đơn nha mọi người ơi. Nó xin hơn. Chốt đơn này là mọi người ơi, chốt lên. Không ăn nữa, lát nữa đem về. Không ăn nữa, lát nữa đem về. Cái hộp màu xanh quá. Cảm ơn nha. Rồi bỏ cho hộp màu xanh đi. Hôm nãy hả? Sao nhiều quá vậy? Tại tôi biết bà mình sẽ bộn bao mua anh mà lớn cho rồi. Cảm ơn nhỏ. FC OCD ra đời. Rồi xong nữa. FC OCD các bạn. Ở đây những ai bị cái hội chứng ám ảnh cưỡng chế thì mình lên một cái FC OCD của thầy nha. Thầy là cũng chắc là trưởng fan club đó luôn đó mọi người. Mọi người nhanh chóng người xong liền cho em luôn nha. Đó còn nội thì không có gọn gàng đâu. Nội là bày hầy lắm các em ơi. Thực sự lười lắm. Rồi bà mình xong liền. Bày hầy dữ chưa? Bày hầy mà. À ý là gọn gàng đúng không? Đó mọi người sang liền nha. Đó mọi người ơi. Trời ơi, lâu lâu mọi người mệt các mọi người lấy ra mọi người hít cho em. Khỏi cần mở nắp. Chừng nào mình muốn thơm mình mở nắp ra mình xịt cho nó thơm. Còn khi nào mà mình thấy mệt mỏi cái cuộc sống này quá, mình say xe đó mọi người lấy cho mọi người làm gì nè. Không cần mở nắp luôn. Ngửi thấy thơm quá. Đó. Rồi, nhanh chóng làm gì ạ? Chốt đơn, nhanh chóng làm gì ạ? Chốt đơn, nhanh chóng làm gì ạ? Chốt đơn. Chỉ mức giá là 159. Lẻ là các em ơi, 15 mã mọi người. Nước hoa thơm lâu lắm thì thôi nhé. Nước hoa này là thơm cho mọi người tới 8 tiếng nha. Mà nó gọn nhẹ nha. Mà đặc biệt cái xịt cái tiêu của nó rất là lợi luôn. Nó không có bị là nhiều như là những cái chai lớn mọi người. Nó xịt tiêu ra rất là nhỏ nhưng mà nó lưu hương thơm cực kỳ là lâu cho em. Ok chưa? Nhanh chóng mình săn liền cho em mã nước hoa ngày hôm nay luôn với mức giá chỉ còn lại là 159. Nước hoa 1, 2, 3 hử. Thầy đã hử nước hoa đi thầy. Rồi chứ anh hử hoa mà. Thơm thật sự luôn. Đó mọi người, không cần mở nắp luôn. Đang mệt mệt trong đầu mọi người hít một cái trời ơi. Biết sao nãy giờ anh mở kia ra không? Anh vặn. Anh là phải cầm mở ra thôi đúng không? Cầm mở ra. Hèn chi. Trời nãy giờ thường nó vặn sao máy vặn không ra. Dạ, em vặn nó ra nguyên cây luôn. Em vặn nãy giờ để cái em kêu yên chỉnh nha em. Bà yên chỉnh cũng được. Yên cũng không biết không? Yên cũng vặn y chang em luôn. Mọi người. Ừ, ai cũng vặn. Ai cũng vặn luôn. Vô chút đây mọi người ơi. Nãy giờ anh Sơn trốn ở đâu? Mọi người ơi. Xăng liền cho em. Đây mọi người xem nè. Trời ơi, nó thơm. Thơm thì thôi nhé. Thè thôi nhí. Thì thôi em. Rất là thơm. Nhanh chóng, bỏ vào làm gì á? Chốt đó.
Colin Việt Nam á, và hàng này thì cũng có chắc ẹp, nhưng mà mọi người có tin không, doanh số từ 8 giờ sáng đến 3-4 giờ chiều là chỉ được có 3-4 triệu doanh thu thôi, thì nhiều khi mình không đủ tiền để trả lương cho nhân viên. Đây là hiện tại bây giờ cái lượng khách hàng mà mua sản phẩm mà thì đa số đều là trong cộng đồng của Gia Đình Báo, và thực ra là Gia Đình Báo thì cũng có rất là nhiều sản phẩm của Colin rồi, nên là bây giờ để mở rộng thị trường ra thì mình là một chủ doanh nghiệp thì không thể chủ doanh nghiệp mà chỉ có KOL là Hùng hay quên chỉ có KOL là những người bạn mà mình mời về hay là Hùng lên livestream thì như vậy nó cũng không mở rộng được cái thị trường, nên là bây giờ những người như là KOL hay là những diễn viên nổi tiếng như Angela Phương Trinh này kia thì họ cũng có thể là giới thiệu những cái dòng sản phẩm của Colin, và tất nhiên là những cái live đó cũng không có liên quan gì đến câu chuyện của HM cả. Mình bỏ tiền ra mình thuê họ về và mình trả lương hay là trả phần trăm cho họ thì cũng không có liên quan đến câu chuyện HM. Thì đây chỉ là một cái câu chuyện mà mình muốn mở rộng thị trường thôi. Nên là bây giờ giống như kiểu bên live của Angela Phương Trinh cũng vậy thôi mọi người, đang bán cái sản phẩm của Colin và nó không liên quan gì đến cái câu chuyện này cả. Nó chỉ đơn giản rằng là họ là một người nổi tiếng và doanh nghiệp tôi muốn được phát triển thị trường và mở rộng tệp khách hàng thì tôi tìm kiếm những người KOL họ có thể là mở rộng cái thị trường ra. Thì đấy, nó là chỉ là đơn giản như vậy thôi. Nên là mọi người chúng ta cũng không cần phải thắc mắc nha. Sắp tới thì Hùng sẽ làm rất là nhiều những cái chương trình liên quan đến thiện nguyện, và những cái chương trình đấy thì mình vẫn sẽ làm thôi. Còn cái việc giống như Angela Phương Trinh đang giới thiệu sản phẩm cho Colin thì đấy là cái công việc của họ. Đó, nên là mọi người chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều về cái vấn đề đó nha mọi người. Ok, rồi chúng ta tiếp tục đến với những sản phẩm tiếp theo nha. Rồi, ok, yo. Mà là lát chùm ngay mọi người ơi. Còn mấy mã nữa thôi mọi người. Còn 2 mã cuối cùng. Còn 2 mã nha mọi người ơi. Bây giờ là còn 2 mã thôi. Còn 2 mã mọi người nhanh tay chốt đơn đi mọi người nha. Còn 2 mã duy nhất cho mọi người. Còn 2 mã lát chùm ngay nha. Chốt đơn đi mọi người, chốt đơn. Đi quẩy trung thu kìa. Giờ mà đi quẩy cái gì sớm mà. Trung thu còn cả tháng nữa mới tới mà. Chốt đơn đi mọi người. Hôm nay mình sẽ live đến 22:40. Nên là mọi người chúng ta cứ nhanh tay chốt đơn đi mọi người. Chốt anh áo vàng hả? Anh áo vàng, cho anh áo vàng vô giỏ hàng đi. Còn 2 mã cuối cùng mọi người ơi, còn 2 đơn nữa thôi. Còn mình sẽ live 18 phút nữa, có nghĩa là 22:40. Mọi người chúng ta phải trong giỏ hàng để chốt đơn nha. Cái gì mà cứ đi tin quang quấy là sao ta? Đi xe ôm không anh Sơn? Cái việc mà có người nổi tiếng bán là chuyện bình thường thôi mọi người. Thật sự là mọi người, tôi nói thật, đâu có ai mà giống như tôi đâu. Lẽ là khi mà đang đỉnh điểm của cái thời mà được nhiều người biết đến là cái lúc đó là lúc đẩy mạnh thương hiệu mà đôi khi mình không có làm. Đây là mọi người thấy tất cả các nhãn hàng thì người ta cũng có thể là mời một KOL hay một cái người nổi tiếng nào đó để PR các sản phẩm của mình là chuyện bình thường mà. Thì bây giờ họ bán trên cái kênh của họ chứ không bán trên kênh Colin. Ví dụ như bây giờ tôi mời Angela Phương Trinh thì Angela Phương Trinh phải bán trên kênh của Angela Phương Trinh. Hay là ví dụ như tôi mời Ninh Dương Lan Ngọc thì Ninh Dương Lan Ngọc phải bán trên cái kênh của Ninh Dương Lan Ngọc. Nó không liên quan gì đến các kênh như là của Bé Dâu hay là Anh Nhạc Trẻ hay là Colin gì cả. Đây là mọi người chúng ta cứ thoải mái về vấn đề đó nhá. Đó, còn bây giờ My thì nó mới có 15-16 thôi. Cái mà Hùng cũng mong muốn là trong tương lai thì rất là nhiều người comment đó, và sau này con có thể tự đứng trên đôi bàn chân của con có thể có một cái sự nghiệp, con có thể thế này kia, thì mọi người cứ an tâm. Cái đó mình sẽ định hướng cho My, và chắc chắn trong tương lai My sẽ không có thiệt thòi gì đâu, và thậm chí là còn hơn rất là nhiều, bởi vì ở cái độ tuổi của My giống như Hùng hay là Sơn và rất là nhiều người khác đôi khi còn đang phải chật vật đi học hay là đang chật vật về một cái định hướng trong tương lai, nhiều khi còn mù mờ chưa biết gì cả. Nhưng mà chắc chắn My đến năm mà My 18 tuổi thì sẽ có một cái chỗ đứng rất là vững chắc, nên mọi người cứ an tâm về cái đó. My chắc chắn nó sẽ không có thiệt thòi gì cả. Đó, nên cái điều này là cái điều mà chắc chắn tôi sẽ làm được. Là điều quan trọng nhất ở đây là My nó có chịu học tập và nó có dần dần định hướng cái ước mơ của mình, và nó cố gắng để mà thay đổi cái tương lai cho nó, cái cuộc sống tốt hay không còn do chính bản thân nó nữa. Còn lại chắc chắn Hùng khẳng định cho mọi người luôn là My nó không có thiệt thòi gì cả, và chắc chắn là trong tương lai My nó cũng sẽ tự đứng trên đôi bàn chân của nó. My nó cũng có sự nghiệp riêng. Đấy, nên là mọi người cứ an tâm về vấn đề đó nhá. Rồi, ok. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với lại sản phẩm đang được ghim là tẩy tế bào chết tặng với lại sữa tắm trùng ngây. Mọi người vào trong giỏ hàng và chốt đơn nha. Ok, tẩy chốt đơn đi mọi người. Bà lên giảm rất là sâu nha mọi người. Tẩy tế bào chết thì mọi người biết rồi, công dụng nó xài. Mọi người mà xài body hay là mọi người xài mấy gì, khi mà mình tắm xong á, mình tẩy tế bào chết xong rồi mình dùng body, mình tẩy tế bào chết xong mình tắm xong rồi mình xài body,
rồi mình dành kem dưỡng nó rất là tốt. Cái việc dạ. thẩm thấu cái các cái chất vào trong cơ thể và lên da mình á. Mày thường là sao không mời Sơn Tùng đi? Mày thường mời ai được bà con? Rồi bây giờ mọi người ơi, chuẩn bị có một tin chấn động nha mọi người ơi, một điều chấn động. Nước đây cho em mã sữa rửa mặt Trường ngay với giá 69k. Lên đi mọi người ơi, 69k sữa rửa mặt Trường chấn động chưa? Tẩy tế bào chết dùng cho mặt được nha mọi người. Tẩy tế bào chết dùng cho mặt được nha mọi người. Do mặt và body luôn nha. Đó. Mọi người ơi, bây giờ đếm giây này nè mọi người ơi. 10 giây cho em. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Lên. Lên đi mọi người, 69k mà chỉ có 12 phút nữa mình sẽ lên trên từ 2. Số ra mặt chừng này bao giá? 69k. Lần đầu tiên xuất hiện mức giá 69k tăng liền cho mọi người ơi. Sản phẩm nhà em là bao nhiêu lượt bán ra rồi mọi người ơi? Nhanh tay mọi người. Trời ơi mọi người, bao nhiêu lượt bán ra mọi người? Em coi mọi người coi chưa thấy 13.000 vượt bán. Trời rồi. Ghiêm cho em ơi. Sản phẩm sữa rửa mặt chùm ngay đang có hơn 13k lượt bán rồi nha mọi người. 13k rưỡi. Là hơn 13k rồi đó. Thấy chưa? Mà đánh giá là 5 trên 5 sao và lượt đánh giá là hơn 3.000 lượt đánh giá. Mọi người ơi, mình nhấp vào trong nhà hàng giúp em, mình xem giúp em cái lượt đánh giá nha. Và cái lượt feedback của khách hàng đánh giá 5 sao trên 5 sao, feedback của khách là 5 trên 5, đỉnh của chóp. Tích cực không rồi mọi người sao ơi. Sao trên bay anh nó không nhận ra cái đó ra? Em chưa luôn. Ờ, Ghiên. Em, sao anh không thể ra? Chuẩn bị mọi người ơi, chuẩn bị lên nha, chuẩn bị lên mã mọi người ơi. Em đang xét giá mọi người nha. Mình chuẩn bị lên lại mã cho em. Sữa rửa mặt Trường ngày có giá 69k. Mọi người đợi chút xíu ha. Bây giờ anh Sơn sẽ tư vấn sương sương về cái sữa rửa mặt này cho mọi người nghe nè. Sau đó em lên giá một cái em báo là mọi người săn liền. Tại vì chỉ lên đúng 30 mã cho mọi người săn thôi. Đúng 30 mã cho mọi người săn thôi, mọi người săn liền cho mọi người luôn ha. Và thời gian có hạn nha mọi người nha. Lên cho em mã sản phẩm này luôn đi kèm nhà mình ơi. Ok rồi. Chốt lên đi mọi người. Chuẩn bị tin đồng lại, chuẩn bị tin đồng cho em.